Xin chào các bạn, tôi là Dr. Sâu của kênh Sâu Sắc Radio. Hôm nay, Sâu Sắc Radio trân trọng giới thiệu tới các bạn một cuốn tự truyện nổi tiếng nhất trong lịch sử phát hành Nhật Bản, Toto-chan Bên Cửa Sổ của tác giả Kuroyanagi Tetsuko. Tác giả, nhà văn MC Kuroyanagi là một người phụ nữ đặc biệt, được Hiệp hội Phát thanh Nhật Bản tôn vinh là huyền thoại sống trong ngành giải trí. Thành tựu của bà là gần 50 năm dẫn chương trình truyền hình Tetsuko's Room, là đại sứ thiện chí nhiều năm của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, quyên góp được 55 triệu đô la Mỹ và từng đến gần 40 quốc gia để gây quỹ giúp đỡ cho trẻ em khó khăn. Về cuộc sống riêng, mỗi ngày bà diện một bộ váy áo khác nhau, luôn yêu thích phong cách trang điểm đậm. Vào cuối năm, bà thường đem đấu giá các trang phục để quyên góp tiền cho trẻ trẻ mồ côi. Người hâm mộ Nhật Bản gọi bà là quý cô độc thân, bởi cho tới năm 90 tuổi bà đã không kết hôn. Đó là một vài điều có thể kể về nhà văn MC Tetsuko Kuroyanagi, người đã từng bị coi là một cô bé cá biệt, bị đuổi học khi mới vào lớp 1. Nhưng cuộc đời của Kuroyanagi đã hoàn toàn thay đổi khi chuyển sang trường mới. Tomoe, ngôi trường dấu yêu của bà đã được tái hiện trong đầu sách yêu thích về trường học trong mơ, Toto-chan Bên Cửa Sổ. Tôi lại muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với mẹ tôi vì bà đã không kể cho tôi rằng tôi đã bị đổi học mãi cho đến ngày sinh nhật lần thứ 20 của tôi. Con có biết tại sao con phải chuyển trường tiểu học không? Có một hôm mẹ tôi đã hỏi như vậy. Khi thấy tôi trả lời con không biết ạ, thì bà tiếp tục nói một cách rất thản nhiên rằng chỉ vì con bị đuổi học. Nếu mẹ tôi nói với tôi như vậy trong ngày đầu tiên khi tôi bước chân vào cổng trường Tomoe Gakuen, thì tôi sẽ cảm thấy bất hạnh và lo lắng biết chừng nào. Và nếu vậy, thì cổng trường giờ bóng cây cùng những phòng học toa tàu sẽ chẳng thể làm tôi phấn khởi. Thật may thay, tôi đã có một người mẹ như mẹ tôi. Cô bé lớp 1 bị đuổi học. Lý do khiến bà mẹ lo lắng là mặc dù Toto-chan vừa mới đi học, em đã bị đuổi ra khỏi trường. Cô chủ nhiệm lớp Toto-chan nói em đã làm loạn cả lớp và thẳng thắn yêu cầu bà chuyển em sang trường khác. Thôi, là chuyện cô bé cứ mở và đóng nắp bàn hàng trăm lần. Cô bé luôn lấy cái này ra, cất cái kia vào, lấy ra hoặc cất vào quyển vở, hộp bút chì, những cuốn sách giáo khoa và những thứ lặt vặt khác. Tất cả các động tác diễn ra rất nhanh, nhưng cũng không thể trách em được vì mỗi lần em mở hay đóng nắp bàn đều có lý do cả. Khi chấm dứt trò cập kênh với những chiếc nắp bàn, cô bé lại đứng suốt cả buổi học để gọi những người hát dăm lại và nói chuyện với họ, rồi yêu cầu họ ca một bài. Và thế là đoàn hát dăm, vốn thường đi qua trường lặng lẽ, đã dùng ngay các nhạc cụ như kèn clarinet, còng, trống, đàn ba dây biểu diễn cho học sinh xem. Cuối cùng, cuộc biểu diễn chấm dứt, đoàn hát dăm ra đi, học sinh trở về chỗ ngồi của mình, trừ Toto-chan, bởi cô bé nghiêm túc cân nhắc. Có thể là ban nhạc khác sẽ đến, và thật là tiếc nếu họ đến mà chúng em không được gặp. Ngôi trường Tomoe. Để làm phòng học, nhà trường đã phải tận dụng 6 toa tàu bỏ không. Điều này đối với Toto-chan giống như một giấc mơ thật. Cửa sổ của các toa tàu long lanh trong nắng mai, cô bé gọi đó là trường học con tàu. Ngồi học ở đây sẽ giống như đang trong một chuyến đi dài, cứ đi mãi, đi mãi. Phía trên cửa sổ vẫn còn những giá để hành lý. Phía đầu toa treo một bảng đen và thay cho hai hàng ghế dọc là những bộ bàn ghế học sinh xếp ngang hướng về phía trước. Em bé rất thích trường này và quyết định ngày nào cũng đến trường, kể cả ngày nghỉ. Vào ngày mà người ta vận chuyển một toa xe mới đến cho trường học, Toto-chan và các bạn đã quyết định sẽ ngủ đêm ở phòng họp để chờ. Lũ nhóc cứ tưởng không thể nào ngủ được vì xốn sang, nhưng vì quá xúc động nên các em cũng thấm mệt và chả mấy chốc đã buồn ngủ. Một toa xe lớn xuất hiện trong ánh bình minh. Nó được đặt trên một cái móc có máy kéo từ ga Omachi vào. Ngay sau đó là những tiếng rung chuyển mạnh. Người ta đặt những cây gỗ to dưới toa xe rồi bắt đầu để nó lăn xuống khỏi xe móc. Các em học sinh nam nữ mặc quần áo ngủ, chăm chú đứng xem dưới ánh nắng ban mai. Các em quá vui sướng tới mức không thể kìm được, cứ nhảy tưng tưng lên, ôm lấy cổ thầy hiệu trưởng hoặc đu lên đôi tay của thầy. Thầy hiệu trưởng. Toto-chan luôn nhớ rõ ngày đầu tiên gặp thầy hiệu trưởng. Mẹ cô bé đưa cô đến ngôi trường mới cùng nỗi bất an giấu kín. Thầy dịu dàng nói em bé kể cho thầy nghe về bản thân mình.
Dr. Chan ngạc nhiên nhưng rất phấn khởi và em bắt đầu ngay. Chuyện của em hơi lộn xộn một chút, nhưng em kể rất say sưa. Em kể cho thầy hiệu trưởng nghe về con tàu chở hai mẹ con em đến đây chạy nhanh đến mức nào. Em đề nghị bác xuất vé, nhưng bác ấy không cho em giữ lại vé. Chuyện cô chủ nhiệm lớp em trước đây rất xinh đẹp ra sao. Chuyện về tổ chim nhạn, về chú chó Rocky màu nâu của nhà em, tức có thể làm mọi trò. Chuyện em hay ngậm kẹo hồi học mẫu giáo, và cô giáo thường khuyên em cẩn thận kiểu đứt lưỡi. Chuyện em thường hay phải vắt mũi vì nếu để thò lò sẽ bị mẹ mắng. Chuyện cha em bơi rất giỏi lại còn có thể lao đầu xuống nước lặn một hơi. Em kể rất say sưa. Tới khi không còn biết kể chuyện gì, em bé bỗng nghĩ tới câu chuyện về bộ quần áo mình đang mặc, về những thắc mắc của mẹ vì sao quần áo em luôn rách. Lúc đó, Dr. Chan cảm thấy lần đầu tiên trong đời em đã được gặp một người mà em thực sự quý mến. Từ trước đến nay, chưa có ai bỏ một thời gian dài đến như vậy để nghe em kể chuyện, không hề ngáp một lần nào, không tỏ ra buồn chán, mà ngược lại, rất thích thú nghe em kể say sưa. Ăn trưa. Trường này lạ thật, Dr. Chan thầm nghĩ. Chưa bao giờ em nghĩ bữa ăn trưa ở trường lại nhộn đến thế. Ý nghĩ ngày mai em sẽ ngồi vào một trong những cái bàn này và đưa cho thầy hiệu trưởng xem những thứ lấy từ biển lên và những thứ đưa từ rừng về làm Dr. Chan vô cùng phấn khởi, không muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng. Thầy hiệu trưởng nói câu đó để diễn tả một bữa ăn đủ thành phần dinh dưỡng. Những thức ăn của biển là hải sản như cá, cua, tôm, tép, hàu sò. Còn những thức ăn của đất là nông sản, ví dụ như cơm, rau, quả, thịt lợn, thịt bò, thịt gà. Trong giờ ăn, thầy hiệu trưởng đến và kiểm tra từng hộp cơm trưa của mỗi em. Có những trường hợp khi mẹ quá bận nên thức ăn mang theo chỉ có thức ăn của biển hoặc của đất. Không sao, khi thầy hiệu trưởng đi kiểm tra, vợ ông cũng đi theo, ngực đeo một chiếc tạp dề trắng, hai tay cầm hai cái song. Nếu thầy dừng lại trước mặt một học sinh nào đó và nói biển, thì lập tức bà vợ ông gắp ngay hai viên chả cá từ chiếc song biển ra cho em đó. Ngược lại, nếu ông nói đất, thì lập tức bà vợ ông lại gắp ngay những miếng khoai tây rán từ trong chiếc song đất ra cho vào. Thời khóa biểu. Thông thường ở các trường khác, thời khóa biểu sắp xếp theo từng bộ môn. Ví dụ, sau tiết tiếng Nhật là tiết toán, vân vân. Nhưng ở trường này lại hoàn toàn khác. Trong giờ đầu, cô giáo ghi toàn bộ các đề bài và những câu hỏi của các môn học trong ngày lên bảng. Sau đó cô nói, bây giờ các em có thể bắt đầu bất kỳ môn nào mà các em thích. Như vậy là học sinh có thể bắt đầu bằng môn tiếng Nhật, môn toán hay bất kỳ một môn nào đó cũng được. Em nào thích thì có thể làm văn. Em nào thích môn lý thì có thể thử nghiệm đun sôi một chất nào đó trong chiếc bình cồ trên chiếc đèn cồn. Như vậy, những tiếng nổ nhỏ có thể sẽ xảy ra trong bất kỳ phòng học nào. Yasuyuki Yamamoto. Toto-chan đã rất sửng sốt khi biết bạn mình bị bại liệt, vì từ xưa đến nay chưa bao giờ em nghe đến từ này. Người ta không có cách nào để chữa cho bạn à? Toto-chan hỏi vẻ lo lắng. Bạn ấy không trả lời. Toto-chan cảm thấy ngượng ngùng và lấy làm tiếc là đã hỏi bạn câu đó. Nhưng rồi cậu bé nói, tên mình là Yasuyuki Yamamoto, còn tên đằng ấy là gì? Toto-chan mừng rỡ khi nghe giọng nói vui vẻ của cậu bé và rồi nói to, tên mình là Toto-chan. Thế là Yasuyuki Yamamoto và Toto-chan đã làm quen với nhau như vậy. Chị sẽ mời Yasuyuki-chan leo lên cây của chị. Toto-chan kể cho chú chó Rocky của mình như vậy. Nhìn thấy Toto-chan, Yasuyuki-chan vội vàng đi về phía bạn, kéo lê đôi chân, tay giơ về phía trước để giữ thăng bằng. Toto-chan rất hồi hộp vì công việc sắp làm. Em khúc khích cười. Toto-chan dẫn bạn đến bên gốc cây của mình, leo rất nhanh lên cây mà em đã chọn làm ngôi nhà của mình. Nhưng tay chân Yasuyuki-chan yếu đến mức ngay từ nấc thang thứ nhất em đã cần có người đỡ. Thế là Toto-chan leo ngay xuống và cố đổn Yasuyuki-chan lên từ phía sau. Hai đứa nhỏ đều cố sức nhưng không thể giúp bạn leo cây được. Thấy Yasuyuki-chan buồn quá, Toto-chan nghĩ cách và cuối cùng em tìm thấy một cái thang đứng. Cái thang có thể tự đứng vững, em sẽ không phải giữ nữa. Yasuyuki-chan nhìn cái thang đứng với vẻ lo sợ. Sau đó em nhìn Toto-chan, mồ hôi ướt như tắm. Yasuyuki-chan cũng toát mồ hôi. Em nhìn lên cây,
rồi với một sự quyết tâm, em đặt chân lên bậc thang thứ nhất. Hai em không hề chú ý đến chuyện phải mất bao nhiêu thì giờ để Yasuyaki-chan leo tới đỉnh thang. Nắng mùa hè gay gắt, nhưng Toto-chan không mảy may quan tâm. Em chỉ cố hết sức đẩy Yasuyaki-chan lên nấc thang cao nhất. Em đứng ở phía dưới, tay nhấc chân bạn, đầu đội mông bạn để đẩy người khỏi bạn, khỏi lăng lư. Yasuyaki-chan cũng cố hết sức mình và cuối cùng cũng leo đến đỉnh thang, nhưng không tài nào đủ sức đưa Yasuyaki-chan chuyển từ thang sang cây được. Toto-chan như muốn khóc. Em thèm được mời Yasuyaki-chan leo lên cây của mình để khoe với bạn mọi thứ. Nhưng em không khóc. Em sợ rằng nếu mình khóc thì Yasuyaki-chan cũng sẽ khóc theo mất. Em nắm lấy tay bạn. Nếu người lớn có ai đi qua nhìn thấy cái cảnh Yasuyaki-chan đang nằm dán bụng vào cái thang đứng, còn Toto-chan thì đứng ở trà cây cố kéo bạn mình lên, người đó hẳn sẽ phải hoảng hốt. Trông thật nguy hiểm vô cùng. Nhưng Yasuyaki-chan hoàn toàn tin ở bạn, và Toto-chan đã lấy tính mạng của mình để đảm bảo cho bạn. Cuối cùng, cả hai em đã đứng đối diện với nhau trên trà cây. Gạt mớ tóc ướt đẫm về phía sau, Toto-chan cúi chào lịch sự. Vui mừng mời bạn, chào bạn đến thăm cây của tôi. Yasuyaki-chan tựa lưng vào thân cây mỉm cười e thẹn. Em nói, cho phép tôi vào nhà bạn nhé. Yasuyaki-chan có thể nhìn được những cảnh vật em chưa thấy bao giờ. Dạ vậy, leo lên cây là như thế này đấy. Tiếng ve sầu vang lên và cả hai em đều rất vui. Giờ học bơi, các bạn gầy cũng như béo, cả nam lẫn nữ đều cười nói vui vẻ té nước vào những tấm thân trần của nhau. Vui quá và thú biết chừng nào. Toto-chan nghĩ, em chỉ buồn là con Rocky không thể đến trường được. Em dám chắc rằng nếu biết nó sẽ đến ngay và chẳng cần gì quần áo bơi, nó sẽ nhảy luôn xuống bể. Thầy cho phép các em bơi tắm trần truồng như vậy vì ông nghĩ thật không tốt nếu để các em nam, các em nữ cứ tò mò một cách không lành mạnh về sự khác nhau trên cơ thể của các em. Và ông nghĩ thật không tự nhiên chút nào nếu con người cứ phải khổ sở để che giấu nhau cơ thể của mình. Ông muốn dạy cho các em biết rằng tất cả mọi cơ thể đều đẹp. Trong số học sinh của trường Tunghoe có một số em bị bệnh bại liệt như Yasuyaki-chan chẳng hạn, hoặc thân hình quá nhỏ, hoặc bị một tật nguyền nào đó. Và ông nghĩ rằng nếu như em học sinh này cứ cởi trần truồng cùng chơi với các bạn khác, các em sẽ mất đi cảm giác xấu hổ. Như vậy, các em không bị mặc cảm hoặc tự ti. Thực tế đã chứng tỏ, lúc đầu các em có tật nguyền còn thấy xấu hổ, nhưng chả mấy chốc, các em hoàn toàn vượt qua tâm trạng đó và vui chơi thoải mái cùng các bạn khác. Một số bậc cha mẹ lo lắng về lối quan niệm ấy, nên đã mua sắm quần áo bơi và nhắc nhở con em họ phải mặc vào mỗi khi bơi. Nhưng các bậc cha mẹ không biết được rằng, những bộ đồ bơi kia rất ít thực dụng. Ngày thể thao. Hàng năm, ngày thể thao của trường Tomoe được tổ chức vào ngày 3 tháng 11. Sau nhiều lần nghiên cứu, thầy hiệu trưởng đã quyết định chọn ngày này. Ông thấy rằng ngày 3 tháng 11 là ngày mùa thu ít mưa nhất. Vì ở Tomoe, mọi việc được tiến hành một cách hoàn toàn khác, nên ngày thể thao ở đây cũng thật độc đáo. Chỉ có hai tiết mục giống như ở các trường tiểu học khác, đó là kéo co và thi chạy ba chân. Còn lại tất cả là do sáng kiến của thầy hiệu trưởng. Không cần các trang thiết bị cầu kỳ đặc biệt, mà các em chỉ tận dụng các đồ dùng hàng ngày quen thuộc ở nhà trường. Ví dụ như đối với cuộc thi cá chép, những cờ giải bằng vải hình ống to, loại cờ giải treo lên các cột trong ngày hội của nam sinh vào tháng 5 được để giữa sân trường. Khi có lệnh, các em phải chạy về phía những cờ giải vẽ hình cá ấy và chui qua từ miệng tới đuôi, rồi lại chạy trở về chỗ xuất phát. Cuộc thi trông dễ nhưng thật ra rất khó. Bên trong tối mà cá lại rất dài nên ta dễ mất phương hướng. Khi có lệnh, các em phải chạy tới một cái thang gỗ để nghiêng một bên, chui qua thang, nhặt một cái phong bì ở trong rổ, mở ra. Và giả thử nếu tờ giấy bên trong ghi mẹ của Sako-chan, các em phải tìm bà trong đám đông những người đến xem, nắm lấy tay bà cùng về đích. Phải chui qua thang thật khéo như mèo ấy, nếu không đít quần bị mắc vào đấy. Ngoài ra, một em nào đó có thể biết rõ ai là mẹ của Sako-chan. Nhưng nếu tờ giấy ghi chị của Oko, hoặc mẹ của Tsusure, hay con trai bà Kunimori, chưa ai từng gặp bao giờ,
thì em ấy phải chạy ra khu vực những người đến xem và phải gọi to: "Chị của Oku!" Như thế phải bạo lắm. Các em nào may vớ được tờ giấy khi tên mẹ mình thường nhảy cẫng lên reo: mẹ ơi mau lên!" Người xem cũng phải chú ý. Ai biết được lúc nào sẽ gọi đến tên mình, nên lúc nào họ cũng phải sẵn sàng đứng dậy từ ghế hay chiếu, xin lỗi mọi người và đi ra thật nhanh, đến chỗ một em, con nhà ai đó, đang đứng đợi mình rồi nắm tay em cùng chạy vụt đi. Cho nên, khi một em tới trước người lớn, thậm chí các ông bố cũng phải nín thở xem ai được gọi. Không có thì giờ để nói chuyện gẫu hoặc ăn nhấm nháp cái gì đó. Người lớn cũng phải tham gia vào các cuộc thi như trẻ em vậy. Đếm đuôi sam. Một hôm, em nhờ mẹ tết cho hai đuôi sam con, hai đầu buộc chặt bằng dây cao su và ruy băng. Em cảm thấy mình lớn hẳn lên, nhưng không ai để ý cả. Nhưng sau bữa cơm trưa, cậu bạn UE bỗng phát hiện ra, cậu ta đi tới, nắm lấy bím tóc và kéo. Tóc tôi chan loạn choạng, ngã ngồi xuống đất nghe đánh phịch một cái và òa lên khóc. Em vừa khóc vừa chạy đến phòng thầy hiệu trưởng. Ngược lại với khuôn mặt đầm đìa nước mắt của em, hai bím tóc xinh xinh trông như đang nhảy múa vui vẻ. Thầy hiệu trưởng ngồi xuống bảo Toto Chan cùng ngồi trước mặt ông. Ông nói: "Đừng khóc, tóc em đẹp lắm." Cô bé quyết định sẽ không khóc nữa. Bộ mặt tươi cười của em thật hợp với đuôi bím tóc. Em hầu như quên là mình đã khóc khi thầy Oe đứng trước mặt, gãi gãi đầu xin lỗi cô bé. "Thầy hiệu trưởng đã mắng tớ. Thầy bảo phải đối xử tốt và giúp đỡ các bạn gái." Toto Chan có phần ngạc nhiên. Chưa bao giờ em nghe thấy ai đó nói là phải đối xử tốt với các bạn nữ. Bao giờ con trai cũng được phục vụ cơm và quà trước. Nếu con gái con nói, các bà mẹ thường bảo: "Con gái là để cho người ta nhìn, chứ không được nói." Vậy mà thầy hiệu trưởng đã bảo OE là phải chăm sóc, giúp đỡ các bạn gái. Thật là quá đối với Toto Chan. Và em nghĩ thế thì tốt biết mấy. Được chăm sóc, giúp đỡ thì còn gì bằng. Đối với OE, đây là một sự bất ngờ. Idol lại phải nhẹ nhàng tử tế với nữ bao giờ? Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên và là lần cuối cùng ở Tomoe cậu ta bị thầy hiệu trưởng của trách. Không bao giờ cậu ta quên ngày hôm đó. Còn rất nhiều câu chuyện nữa về trường học Tomoe và cô bé Toto Chan, như câu chuyện về thầy giáo môn nông nghiệp là bác nông dân canh tác kế bên trường học, câu chuyện lớp âm nhạc thể dục, câu chuyện tiễn đưa một người bạn bại liệt qua đời, câu chuyện về tiệc trà tạm biệt anh con trai thầy hiệu trưởng. Tôi hy vọng bạn có thời gian để tìm đọc cuốn sách này. Sau đọc rất nhiều sách, sách thiếu nhi chỉ chiếm rất ít trong số đó. Nhưng Toto Chan bên cửa sổ là cuốn sách tôi đặc biệt giới thiệu tới bạn. Tôi tin đó không chỉ là cuốn sách bạn sẽ hào hứng đọc cho đứa trẻ trong ngôi nhà của bạn, mà còn cả cho chính bạn, cho đứa trẻ bên trong bạn. Còn bạn, cuốn sách thiếu nhi nào hiện nay là tác phẩm yêu thích nhất của bạn? Hãy chia sẻ với chúng tôi ở bình luận bên dưới. Nếu bạn thích video này, xin hãy để lại một like, một subscribe kênh để đón nhận những video tiếp theo của Sóc Sắc Radio nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại.